Ngày xưa có tiền, anh em bạn bè rủ rê, hằng đêm tụ tập, mi nơ bay lắc bay phòng. Rồi chơi hết tiền, còn đi dựng đồ đá xe. Khi đã có tiền, còn theo bạn bè chơi tiếp. Rồi đi giao hàng, còn đây chẳng chịu nghĩ suy. Rồi công an tìm, 2 năm con trốn bên Lào. Về thăm cha mẹ, công an ập vào bắt con. Xin lỗi cha mẹ, con đây là thằng bất hiếu. Họ công con đi đưa lên binh bùng, rồi đưa con đi giam nơi Chi Hòa. Nơi lao tù, không thân cũng chẳng có quen. Gặp đại ca thấy kêu con chấp hành, nhưng con đây chưa kịp nghĩ suy. Đã liên quan, sống cho nằm gần hầm bố. Ngày lên gấp mặt, con đây chẳng cần thứ chi. Chỉ mong cha mẹ an vui con ráng chấp hành. 1 năm ra tòa, trong phiên tòa chỉ thấy cha. Sao chẳng thấy mẹ, cha ơi rồi mẹ đâu cha. Mẹ con đã mãi đã đi không về, lòng con đau nhói không sao nên lời. Mỹ lấy nhỏ, con đây gục đầu tỏ tiền. Dù tỏ tiền án con 5 năm tù, chúng 5 năm quay về với cha. Bước vô nhà thấy cha và hình mẹ yêu. Vì con bất hiếu ăn chơi đua đòi, ngày xưa mẹ nói con hay cãi lời. Nhưng bây giờ con đâu còn mẹ đây là hơn. Mẹ cha ơi hãy thứ tha lỗi lầm, cho đứa con dài khờ bé thơ. Cái cha mẹ nên con làm đường lạc bước. Đứa con khờ muốn nghe lời mẹ. Rồi